Truyền thuyết ma quỷ giận tóc gáy, ám ảnh cùng cực ở xứ sở hoa anh đào. Khi nhắc đến Nhật Bản, chúng ta nhớ ngay đến quốc hoa hoa anh đào, hồng rực hai bên đường các công viên, con đường hay là tinh thần võ sĩ đạo samurai đầy bất khuất. Những địa điểm du lịch, ăn uống rất là thu hút nữa. Thế nhưng, bên cạnh những điều thú vị trải thảm hồng ấy, Nhật Bản cũng là quốc gia với không ít những câu chuyện truyền thuyết tâm linh ma quái. Bởi vì ma quỷ thì luôn là một cái đề tài gây nhiều tò mò, tranh cãi, luôn xuất hiện trong các truyền thuyết xa xưa. Nhật Bản cũng không phải là ngoại lệ, với những truyền thuyết đáng sợ khiến bạn phải tim đập chân run. Hãy chuẩn bị cho mình một tâm hồn thép để cùng ta khám phá nhé. 10. Akaname, con quỷ chuyên dọn dẹp phòng tắm, nhà vệ sinh. Akaname là một con quỷ rất là thú vị ở trong danh sách. Nó chuyên đi lang thang các phòng tắm hoặc nhà vệ sinh để dọn sạch rác rưởi, bụi bẩn. Nhưng vấn đề là bằng lưỡi. Bọn này đi không làm hại ai, mà chỉ cần mẫn làm sạch nhà vệ sinh hoặc phòng tắm cho bạn mà thôi. Có truyền thuyết kể lại rằng Akaname còn liếm và làm sạch cả cho những người đi ngủ mà không chịu tắm rửa sạch sẽ nữa. Nghĩ mà xem, hơi bậy một chút nhá, nhưng mà nếu không tắm sạch, đêm đêm đang nằm mà thấy nhột nhột bởi vì con quỷ này liếm đít trò, thì chắc là cũng bào phề đấy chứ, đúng không nào? Ngoài ra thì Akaname còn có hình thú xấu xí, nước da màu đỏ, người đầy các mụn cơm và cái lưỡi rất là dài nữa. Chúng hay liếm mọi thứ bẩn thỉu trong nhà vệ sinh. Tuy nhiên là rõ ràng chẳng ai dám tắm trong nhà vệ sinh nếu con quỷ đó mà đang dọn dẹp ở trong. Mình thì chỉ nghĩ đơn giản thôi. Đây là một con quỷ mà trước khi chết, có lẽ là nó bị ám ảnh bởi cái sự sạch sẽ. Có lẽ là thế. Tôi chỉ sợ cái loại ma quỷ nào mà khi đang đi ị ấy, từ dưới bồn cầu nhà tắm mà vọng lên tiếng đếm 1 cục, 2 cục, 3 cục, thì có lẽ là tôi ngất luôn và không kịp mặc quần nữa. 9. Makura Gaishi, ma giật gối. Không chỉ nổi tiếng với đám yêu quái dị hợp, quái thai, mà thần đạo của Nhật cũng có những con ma rảnh rỗi nữa. Makura Gaishi, theo tiếng Việt có thể gọi là con ma giật đồ. Nó là con ma chuyên ám vào các phòng ngủ, mang hình dạng của một tiểu yêu hoặc một đứa trẻ. Thường thì chỉ xuất hiện vào ban đêm để chọc phá thôi. Cái trò đùa tai quái duy nhất của con ma này, đó là lựa lúc con người đã ngủ say, nó giật gối của họ một cách tài tình. Nạn nhân chỉ phát hiện ra khi sáng hôm sau tỉnh dậy, ngơ ngác vì cái gối của mình, giờ thì lại để ở dưới chân. Ngoài ra Makura Gaishi còn thích trò di vết chân bẩn của mình khắp sàn nhà nữa, vừa để dọa nạt chủ, vừa để chủ nhà một phen lau mệt bở hơi tai. Nghe thì có vẻ vô hại và giống mấy trò nghịch ngợm đáng yêu của lũ trẻ con. Thế nhưng đừng coi thường Makura Gaishi. Một số truyền thuyết thì kể về những con ma giật đồ độc ác và đầy tu hành. Chúng không thích chơi trò giật gối nhàm chán, mà thay vào đó là úp luôn cái gối lên mặt nạn nhân, hoặc nâng cả tấm thảm tatami mà người đó đang nằm, hất họ ngã lăn ra ngoài. Độc ác hơn nữa, một số con Makura Gaishi còn thích ngồi đè lên ngực nạn nhân, gây ra hiện tượng bóng đè, thậm chí dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến khi ngạt thở mà chết. Về nguồn gốc thì Makura Gaishi được cho là linh hồn của những đứa trẻ bị chết, thường là bị giết hoặc chết trong đau đớn. Từ đó bọn này nó sinh ra thù hận và thích ám các gia đình. 8. Rokurokubi, ma cổ dài. Đây là một con ma truyền thống của Nhật. Chúng là những con yêu nữ sở hữu cái cổ dài, linh hoạt. Rokurokubi thường giả làm người bình thường vào ban ngày, nhưng mà ban đêm chúng có thể kéo dài cái cổ ra để mà dọa người khác. Tuy nhiên là chỉ những người tham lam, tự kiêu mới dễ bị dọa, còn những người biết kiềm chế thì không bị loại ma này dọa được. Có một sự thật thú vị là con ma này xuất hiện trong rất nhiều anime hay manga của Nhật Bản, thậm chí là cả Doraemon cũng có cơ. Dù có khả năng biến thành mặt quỷ, nhưng mà Rokurokubi không hẳn là loại ma nguy hiểm. Ham muốn của chúng là do thám con người và làm họ phải hoảng sợ. Theo truyền thuyết thì cái cổ dài của Rokurokubi là do nghiệp chướng mà chúng tạo ra, vì đã phá vỡ giới luật của đạo Phật. Ma cổ dài thì không hẳn là đáng sợ đâu, nhưng mà những người cổ dài quá thì hay đi hóng chuyện. Anh em cứ để ý mà xem. Bạn có thấy con ma này thú vị hay không? Hãy cùng comment ở dưới nhé. 7. Onibaba, con quỷ chuyên ăn thịt người.
Onibaba đeo trên mình chiếc mặt nạ của văn hóa Kignor. Thân hình giống như một bà già và nó chuyên ăn thịt người. Nhiều người đã mô tả khuôn mặt của Onibaba thực chất vô cùng xấu xí, méo mó, hai con mắt thì lồi ra và miệng đầy răng nanh. Con quỷ này được đồn đại sống trong hang hoặc một ngôi nhà nhỏ heo hút trên cánh đồng. Có rất nhiều giai thoại về con quỷ Onibaba, nhưng mà câu chuyện về việc nó từng là một người phụ nữ bình thường trước khi gặp một biến cố đã khiến nó biến thành quỷ thì được kể lại nhiều nhất. Cụ thể là Onibaba từng là một nhũ mẫu cho một gia đình giàu có, kiểu là bà vú đấy. Bà ta thấy hết sức là yêu thương cô chủ nhà vì con gái bà đã bị thất lạc từ nhỏ rồi. Trên người con gái bà này có đeo một tấm bùa Omamori. Nhưng mà cái cô chủ nhà kia thì lại bị mắc một chứng bệnh đầy kỳ lạ. Cô bé này phải ăn gan của các bào thai thì mới hết bệnh được. Đó là lý do bà nhũ mẫu đã liều lĩnh trốn trong hang, chờ những người thai phụ đang mang bầu đi qua để mà giết và lấy gan của bào thai, tức là gan của đứa con ở trong bụng. Nhưng mà khi giết được một người phụ nữ mang thai, bà nhũ mẫu mới phát hiện ra tấm bùa ngày nào trên cổ người phụ nữ giống hệt với tấm bùa con gái mình đeo khi nó còn nhỏ. Từ đó bà ta bị điên loạn vì nghĩ mình đã giết chết con, rồi trở thành quỷ khát máu từ lúc nào không hay. Một cái câu chuyện đầy tang thương và khó chịu. Đọc xong thì tôi cứ thấy tấm tức trong người thế nào ấy anh em ạ. 6. Truyền thuyết về linh hồn Kanashibari tạo ra bóng đè. Khoảng 40% dân số Nhật Bản thường hay bị bóng đè. Và trong văn hóa dân gian, người ta thì gọi đó là Kanashibari, có nghĩa là bị sắt đè lên người. Có rất nhiều chương trình truyền hình và blog viết về hiện tượng này, và người Nhật cũng có nhiều cơ hội được cảm nhận Kanashibari. Họ cũng tin rằng Kanashibari do linh hồn gây ra. Trẻ em mọi lứa tuổi đều mô tả đó là những cái bóng ma hay người lạ mặt đi lại trong phòng và sẵn sàng ghì chúng xuống giường khi mà chúng đang ngủ. Chúng cũng nói rằng nếu ngủ với một con thú nhồi bông bị ma ám, nó sẽ nằm đè lên bạn để ngủ. Nhiều người khác thì cho rằng nguyên nhân của hiện tượng này là do sinh hoạt không điều độ hoặc học tập quá là nhiều. Nhưng mà những cái người mê Kanashibari thì vẫn luôn tìm cách gây sự chú ý bằng những câu chuyện kinh dị về các linh hồn. 30 nồi bánh chưng rồi, đến nay Taka vẫn chưa bị bóng đè bao giờ. Nghe kể lại thì thấy cực kỳ là tò mò đấy. Bạn nào đã từng bị đè, tất nhiên là bóng đè nhá, chứ không phải là người đè, thì nhớ comment cho Taka cùng biết với nhá. 5. Truyền thuyết về quái vật Ubume bắt cóc trẻ em. Có rất nhiều lý do cho sự biến mất của một đứa trẻ. Nhưng mà theo một truyền thuyết của Nhật, trẻ em mất tích hầu hết là do bị bắt để cướp đi linh hồn bởi một con quái vật gọi là Ubume. Ubume là một sinh vật giống chim nhưng mà có thể hóa thành một người phụ nữ bắt cóc trẻ em mỗi khi lông của nó bị ngắt. Ubume được cho là linh hồn của những người phụ nữ chết trong khi sinh con hoặc là khi đang mang thai. Mối giao kết với đứa trẻ bị mất khiến Ubume luôn thèm khát cướp lại tất cả những gì đã từng là của mình. Bắt cóc trẻ con là một cách để trả thù cho những chiếc lông đã bị mất. Một lời giải thích khác thì cho rằng Ubume là một người phụ nữ đầy ngực trần mà bế em bé, xuất hiện vào lúc hoàng hôn tại giao lộ, cầu cống. Các Ubume sẽ nhờ người qua đường giữ hộ đứa con của mình trong khi cô chạy đi công chuyện. Đứa bé sẽ trở nên ngày một nặng hơn cho đến khi người giữ nó đọc một lời cầu nguyện Phật giáo. Sau đó Ubume sẽ trở lại và cảm ơn họ vì đã đưa con mình trở về thế giới của người sống. Nhiều câu chuyện khác kể về việc Ubume tìm kiếm người giám hộ để chăm sóc cho em bé sau cái chết của mình. Có người thì lại nói Ubume đã nuôi đứa trẻ bằng cách thường xuyên vào thị trấn mua đồ, nhưng mà cái số tiền người chủ nhận được sẽ biến thành lá khô sau khi mà con quỷ này rời đi. 4. Truyền thuyết về bước chân lạ trong phòng. Những cái ngôi nhà lớn ở Nhật mà theo kiểu cũ luôn có các phòng được ngăn cách với nhau bằng tấm shoji. Khi kéo những tấm này sẽ tạo ra tiếng vọng và người ta cảm giác như nó đến từ những nơi xa lạ vậy. Sasaki Warashi là linh hồn trẻ con sống trong căn phòng trống khoảng 12 tuổi thôi. Trong khi những tiếng động bí ẩn và sự xuất hiện đột ngột của Sasaki Warashi làm cho hầu hết gia đình lo sợ, thì ngược lại,
Chúng được cho là mang lại may mắn, thịnh vượng cho bất cứ ai mà chúng sống cùng. Nghe hào hào giống ma sói Việt Nam đúng không nào? Cũng là giúp đỡ gia chủ này, cũng xuất hiện ở trong góc phòng này. Có khi nào Yasuki ở Nhật Bản sang đến Việt Nam thì biến thành ma sói hay không? Quay trở lại với câu chuyện, khi mà Yasuki Warashi rời đi cũng sẽ mang theo mọi sự may mắn và thịnh vượng. Có câu chuyện kể lại rằng một gia đình chung sống cùng với hai Yasuki và được hưởng rất rất nhiều sự giàu sang. Đến khi chúng rời đi, gần như ngay lập tức cả gia đình đã qua đời khi người quản gia vô tình chế biến nhầm nấm độc. Một gia đình tiếp theo mà hai Yasuki Warashi này chuyển đến sống chung ngay lập tức lại trở nên giàu có. Ở vị trí thứ 3 thì đó chính là truyền thuyết về quái vật Norikabe. Theo dân gian, các hiện tượng siêu nhiên là một mối đe dọa lớn đối với người đi đường Nhật Bản vào ban đêm. Mối đe dọa đó tương đương với sự tấn công của động vật hoang dã hay là kẻ cướp ngày nay vậy. Ánh sáng duy nhất dẫn đường cho bạn thường là mặt trăng và các ngôi sao. Tất nhiên là ở thời xưa nhá. Điều này đồng nghĩa với việc những người đi trong bóng tối sẽ bị lạc đường. Người xưa cho rằng con quái vật có tên là Norikabe chính là nguyên nhân của những điều rắc rối nói trên. Nó là những con quái vật có hình dạng giống như một bức tường xuất hiện ở trên đường đi của bạn. Giống như con quái vật khác, Norikabe là một kẻ đầy danh ma. Nó tương tàng hình để chặn người đi đường, buộc họ phải đi loanh quanh. Thậm chí là nếu người xưa cố gắng đi theo một con đường khác thì bức tường cũng sẽ dần dần cao hơn và còn di chuyển theo nữa. Người ta nói rằng bất cứ ai gặp phải một Norikabe có thể bị lạc cả ngày. Dường như là giống cái chuyện ma dẫn lối, quỷ đưa đường vậy. Hai, truyền thuyết về loài chó mang khuôn mặt giống người. Không giống hầu hết sinh vật đáng sợ ở Nhật, con chó mang khuôn mặt giống người tên là Jimenken được coi là vô hại với con người. Một cái truyền thuyết xa xưa đề cập đến câu chuyện về con chó kỳ lạ. Nếu bạn vô tình bắt gặp chúng ở trên đường, nếu đi qua và coi chúng không tồn tại thì nó sẽ không làm gì bạn. Nếu mà bạn chọc ghẹo hay giả như vui đùa với chúng, Jimenken sẽ sẵn sàng hỏi thăm bạn. Theo truyền thuyết, người ta phát hiện ra rất nhiều sinh vật lạ xung quanh những chú chó này nữa. Chúng chạy dọc theo đường cao tốc và quanh quẩn khắp chỗ khắp nơi. Nhiều tin đồn đã cho rằng rất có thể là linh hồn của nạn nhân bị chết bởi xe hơi đã bị mắc kẹt ở lại và trú nhờ vào những sinh vật này, khiến chúng có khuôn mặt kỳ dị như vậy. Tuy nhiên lại có nhiều giả thuyết cho rằng Jimenken thực ra chỉ là một loài khỉ ở Nhật Bản hay đi lang thang trên đường cao tốc. Chúng có khuôn mặt giống người nên dễ khiến mọi người nhầm lẫn mà thôi. Và vị trí đầu tiên trong video ngày hôm nay thì đó chính là búp bê mọc tóc Okiku. Thật là không ngoa khi nói rằng những bộ phim kinh dị về búp bê luôn thuộc vào hàng đáng sợ nhất. Thậm chí là ngay cả bản thân búp bê thôi cũng đã thể đem lại những cái nỗi sợ vô hình rồi. Tại Nhật Bản cũng không ngoại lệ một chút nào. Có nhiều truyền thuyết về ma búp bê. Trong đó nổi bật nhất là câu chuyện về búp bê mọc tóc, búp bê Okiku. Búp bê Okiku được đặt tên theo người chủ sở hữu cuối cùng. Truyền thuyết kể rằng một cậu bé đã mua tặng con búp bê này cho cô em gái của mình. Cô bé Okiku khi đó mới 2 tuổi mà thôi. Cô bé này rất thích coi búp bê giống như một người bạn, luôn gắn bó với nó. Tuy nhiên thảm kịch đã xảy đến, cô bé mất vì bạo bệnh. Gia đình cô bé giữ lại con búp bê, nhưng mà một cái thời gian sau họ nhận thấy mái tóc của nó thực sự là mọc dài ra đấy. Một thầy phù thủy nhận định linh hồn cô bé không thể nào siêu thoát, đã nhập vào thứ gắn bó nhất với mình. Đến năm 1938, gia đình này quyết định giao búp bê cho nhà chùa. Búp bê Okiku hiện vẫn đang được trưng bày tại chùa Manenji thuộc Iwamizawa, Hokkaido. Con búp bê này khá là lớn, dài khoảng 40cm, mặc kimono truyền thống của Nhật. Và tất nhiên rồi, mái tóc thì vẫn đang mọc tiếp. Khi mà mới xuất hiện tại chùa Manenji, búp bê Okiku có bộ tóc trụi lùi. Nhưng mà qua nhiều năm tháng, mái tóc đã dài ra đáng kể rồi, khoảng 25cm và vẫn đang phát triển dù được tỉa tót hàng năm. Chưa hết đâu nha, ở Nhật thì còn có những cái truyền thuyết kinh dị hơn vậy nữa. Anh em hãy cùng đón chờ những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì Taka phải nói lời tạm biệt rồi. Đừng quên bấm like, share và subscribe Taka Channel ngay lập tức
để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo. Chân thành cảm ơn các bạn.